Sẽ phút em gặp ai mừng là em gặp em si tình. Tình 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 tan tan tình tan tan tình tình tan tan tan. So good. Yeah. Chipu dạy Amber hát si tình bằng tiếng Việt, dân tình đẩy thuyền nhiệt liệt. Thời gian qua, Chipu nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả Việt sau sự xuất hiện tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Bên cạnh những sân khấu biểu diễn, ngoài màn tương tác của Chipu với các tỷ tỷ nước ngoài cũng thu hút sự quan tâm không kém. Trong chương trình, Chipu được Amber quan tâm hết mực khiến cho cộng đồng mạng thích thú và tích cực đẩy thuyền. Mới đây, trong video hậu trường do ekip chương trình đăng tải, Chipu đã dạy Amber hát một câu tiếng Việt trong bài Si Tình. Điều đáng nói là Amber lại hoàn thành thử thách vô cùng chót lọt. Cựu thần tượng SM Entertainment còn thích thú khoe với khán giả rằng Chipu dạy cho mình hát đoạn tiếng Việt này nè. Trước sự trơn tru của Amber khi tiếng Si Tình, Chipu còn gọi Amber là thành viên thất lạc của team mình. Đây không phải là lần đầu tiên Amber bày tỏ sự ưu ái với Chipu. Trong vòng công diễn 1 khi Chipu thực hiện nốt cao, Amber ngồi theo dõi qua màn hình đã cổ vũ cô nàng rất nhiều. Trước đó, khi ghi hình tập đầu tiên, vì thấy Chipu mặc chiếc váy cồng kềnh bó sát, dễ xuống sức nên Amber đã chủ động đổi thứ tự biểu diễn cho Chipu, lên diễn trước để cô thoải mái hơn. Chipu cũng đã thể hiện sự biết ơn Amber bằng cách tặng cho cựu thần tượng Hàn Quốc chiếc áo dài truyền thống và tấm vé du lịch Việt Nam, khiến Amber vô cùng phấn khích. Có thể thấy, tuy có rào cản ngôn ngữ nhưng điều đó không thể ngăn cản các ngôi sao quốc tế dành sự yêu mến, quý trọng nhau. Ngoài Amber, Chipu trong chương trình còn được rất nhiều nghệ sĩ Trung Quốc yêu quý. Điển hình là nữ ca sĩ Ella Trần Gia Hoa thường cảm thán trước nhan sắc xinh đẹp của Chipu và quan tâm đàn em hết mực.